trong đêm dài sau những ngày mệt mỏi, dẫn tiếng chuông khuya từ chùa vọng tới, sẽ xua tan những giấc mơ, sẽ xua tan những phù qua, dẹp tính toan gần, bỏ ước mong xa. Tiếng chuông làm tan những giấc mơ trần thế, tiếng chuông như lời kinh thông thả ngân gian, đánh thức lòng ta hướng về cõi Phật. Bình tĩnh nương theo tiếng chuông dẫn dắt, quay gót chân về bên cửa từ bi. Một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con mến Phật tự bao ngày. Đêm khuya chuông đổ lòng con tỉnh, ôi giấc mơ nào con ngủ say. Về tâm con lưu lạc nay vĩnh tĩnh, ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con. Thank you.